Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng Dược Sĩ. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau với chủ đề cũng là về đường tiêu hóa, đó là một số lưu ý cho những người mà mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Hello em có thể chia sẻ với mọi người là lý do tại sao người ta đặt cho cái bệnh này gọi là bệnh viêm loét dạ dày tá tràng được không? Đây cũng là một câu hỏi mà em đã từng được mọi người thắc mắc rồi. Người ta có đang có hỏi là tại sao người ta không gọi là viêm loét dạ dày hồi tràng, hỗn tràng hay đại tràng mà lại gọi là viêm loét dạ dày tá tràng. Tại vì thực ra thì bản chất đó là do cái tá tràng ạ, đó là cái phần nối tiếp với cái dạ dày và nó chịu ảnh hưởng bởi dịch dạ dày thì mới có cái hiện tượng là loét tá tràng, viêm tá tràng. Có loét đại tràng đấy nhưng không có cái loét dạ dày đại tràng, đúng không ạ? Đó là do gì ạ? Vì cái dịch dạ dày này nó ảnh hưởng đến tá tràng và nó gây ra cái hiện tượng viêm hoặc loét ở tá tràng, chứ người ta gọi là viêm loét ở tá tràng. Bệnh viêm loét ở tá tràng là một bệnh khá là phổ biến, đặc biệt đối với cái cuộc sống ngày nay do chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Trên thế giới theo thống kê thì có 10-15% dân số là bị viêm loét ở tá tràng. Còn ở Việt Nam mình thì không có cái thống kê đầy đủ với toàn dân, nhưng đối với những bệnh nhân mà tham gia quá trình thăm khám thì sẽ có đến khoảng 26% là bị nhiễm viêm loét ở tá tràng. Chị nghĩ con số này chắc nó phải hơn. Tại vì ngay cả bản thân mình là đôi khi là mình bị bệnh, mình cũng đâu đến bệnh viện đâu. Thực ra đây không phải là thói quen của riêng ai cả, nhưng mà nghĩ là tình hình chung nó là như vậy. Bản thân mình là chỉ có công ty có tổ chức mình được khám sức khỏe hàng năm thôi, chứ còn ngoài ra là khi có vấn đề mình cảm thấy bất an á về những cái tình trạng trong cơ thể mình thì mới đi khám thôi. Nhưng mà tuy nhiên đây là cái thói quen nó không được tốt lắm, nên là có thể các bạn cần lưu ý là khi chúng ta có những cái bất thường thì chúng ta cần phải đến xin những cái tư vấn của nhân viên y tế. Chị cũng có rất là nhiều thắc mắc là tại sao mà khi mà các công nghệ rồi là xã hội phát triển hơn, đời sống con người phát triển hơn mà lại tỷ lệ nó mắc cái bệnh này càng ngày càng gia tăng thế nhỉ? Chính nó phát triển hơn thì nó mới gia tăng. Xã hội càng phát triển thì cái nguy cơ bị viêm loét dạ dày tá tràng là càng nhiều, đúng không? Thực ra thì tại sao khi mà cái cuộc sống ngày càng nâng cao thì cái bệnh viêm loét dạ dày nó lại càng phổ biến? Tại vì lúc này thì các cái đồ ăn thức uống chúng ta ấy, chúng ta sử dụng khá là nhiều đường phải chiên nướng. Các cái loại đồ uống đấy, các đồ ăn nhanh đấy chị đấy, lười nấu ăn là có thể là mình ship về rất là nhanh, đặc biệt là bây giờ Grab ship rất nhanh luôn. Đồ ăn nhanh cũng sử dụng rất là phổ biến. Đặc cũng uống nhiều loại nước mà như nước có ga này, chất kích thích này, hoặc là rượu bia. Vì đời sống càng nâng cao cho nên mới có tiền để mua những cái đồ ăn uống ấy, đúng không ạ? Ăn gà rán mà không có Pepsi hoặc là một cái chút nước ngọt thì làm sao mà chúng ta ăn được nhiều, đúng không các bạn? Đấy, đó chính là nguyên nhân đấy ạ. Và thì những cái yếu tố này nó sẽ làm tăng cái bài tiết dạ dày. Và khi thừa thì đương nhiên nó sẽ gây viêm mà vét ạ. Một yếu tố nữa, ngày nay cũng do công nghệ phát triển nhiều cho nên áp lực công việc dành cho những người đi làm cao hơn. Áp lực cao hơn thì cái căng thẳng của mình, stress thì nó sẽ nhiều hơn. Và đó cũng là một những yếu tố khá là phổ biến gây nên tình trạng vấn đề thật ra. Chị có một cái thắc mắc là lý do tại sao gần đây là có rất nhiều trẻ em bị mắc mà mắc rất là sớm nha. Bé lắm, khoảng 2-3 tuổi là khi mà mình vào viện mình khám mình test là dẫn đến cái trường hợp là bị dạ dày. Mà dạ dày này nó cũng có trường hợp là có HB hoặc là không có HB. Thì em có thể giải thích là trẻ con thì đâu có bị stress như người lớn đâu. Trẻ em ngày nay cũng không có tỷ lệ rất là cao hơn ấy. Đó là do cái chế độ ăn uống chị ạ. Ngày nay em thấy rằng là trẻ con ăn đồ ăn khá là nhiều, ví dụ như là gà chiên, cái thịt chiên bằng khoái khẩu của đúng rồi. Và nó còn sử dụng khá là nhiều về cái nước ngọt ạ. Thứ hai nữa là cái việc sử dụng thuốc cũng chưa được hợp lý. Vì lạm dụng cái corticoid chẳng hạn thì cũng sẽ làm tăng cái hết dịch vị dạ dày và cũng gây hiện tượng rất là đặc đàng. Nếu mà chúng ta dùng cái corticoid quá sớm thì chị Nguyên đấy thì cái thuốc corticoid thì nó sẽ làm tăng tiết dịch vị khá là mạnh đấy, thậm chí là có thể gây thủng dạ dày. Yếu tố nữa chị muốn chia sẻ đó là do hiện đại chúng ta sử dụng rất là nhiều iPad hay điện thoại thông minh thì đôi khi trẻ em biếng ăn thì có một cái thói quen là các bà mẹ là hoặc là bà ở nhà chiều cháu, hoặc là mẹ chiều con, hoặc là người giúp việc chiều trẻ nhỏ
thì để cho bạn ấy ngồi im để ăn hết một bữa ăn cho nó nhanh, khỏi phải đi rong chỗ nọ rong chỗ kia. Thì trong cái việc mà khi mà cho trẻ vừa ăn vừa xem điện thoại vừa xem tivi thì đây cũng là một cái nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng viêm đấy, dạ dày tá tràng rất là phổ biến ngày nay đấy. Vậy thì em có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết là những cái biểu hiện nào phổ biến để cho mọi người có thể nhận rõ và phát hiện sớm được. Đối với viêm đại tràng thì sẽ có những cái triệu chứng rất là điển hình. Ví dụ như là ở hơi này, ở chua này, ở buồn nôn này, nôn này, đau tức, đặc biệt là đau tức của vùng thượng vị. Đau tức vùng thượng vị thì cái này nó khi mà bị thì em từng bị rồi mà, đau tức nó khó chịu cực luôn ấy, cảm giác người nó nôn nao nó khó chịu ấy. Đấy. Thì đau tức ở vùng thượng vị thì đó là một trong những yếu tố mà về chẩn đoán viêm loét dạ dày tá tràng. Tuy nhiên thì không phải khi nào mà cái bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng cũng có những biểu hiện cụ thể như thế. Nếu có biểu hiện cụ thể như thế thì thông thường mọi người cũng có đi khám, quan tâm cũng đi khám ấy. Nhưng có những cái trường hợp là nó chẳng có biểu hiện gì cả, thế nhưng mà đùng một phát thì có hiện tượng xuất huyết tiêu hóa, chảy máu tiêu hóa. Cho nên là người ta cũng nói rằng là nên khám kỳ 6 tháng một lần như thế. Thì có những cái trường hợp nó không điển hình và chúng ta không biết được, và chị bên đây xuất huyết tiêu hóa và chỉ là cực kỳ nguy hiểm, có thủng dạ dày cực kỳ nguy hiểm. Này chắc sau buổi trao đổi của nhà là mình sẽ đi khám sức khỏe định kỳ lại. Vì từ hồi Covid đến giờ là hầu như là cái việc mà đi khám lại sức khỏe là tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi, không chỉ riêng nhà mà tất cả mọi người cũng hạn chế rất là nhiều khi di chuyển đến bệnh viện. Vậy thì em có thể chia sẻ với mọi người là một số lưu ý trong quá trình mình sử dụng thuốc cho những cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng không? Bệnh viêm loét dạ tràng ấy là bệnh nó khá là dai dẳng và nó rất hay bị tái nhiễm. Do đó là chúng ta đầu tiên khi trong quá trình mà chúng ta dùng thuốc ấy thì chúng ta phải sử dụng đủ thời gian và phải dùng thuốc đúng cách, chị đúng không ạ? Tại vì không phải khi nào chúng ta không uống cùng một lúc mà nó hiệu quả đâu. Ví dụ như trong trường hợp là chúng ta uống thuốc Bavonex chẳng hạn, nếu chúng ta vừa uống thuốc Bavonex xong chúng ta lại uống ngay những cái thuốc giảm tiết chẳng hạn, đúng rồi, thì cái Bavonex đấy nó sẽ cản trở sức thu của cái thuốc giảm tiết, và như vậy cái thuốc giảm tiết nó không có tác dụng, không thu được, không có tác dụng. Đấy. Thứ hai nữa là đối với thuốc giảm tiết thì chúng ta phải nên uống vào lúc đói thôi. Đấy, vì lúc đấy là nó sẽ giúp cho việc hấp thu nó tốt hơn. Đấy, nó tốt hơn. Nên là người ta khuyến cáo là nên uống vào trước bữa ăn sáng 30 phút hoặc là trước khi đi ngủ. Chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm mà giảm tiết dạ dày trong cái thời điểm vào buổi sáng lúc đói và trước khi đi ngủ, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và đạt được cái quả của thuốc đó theo đúng như mong muốn. Ngoài ra thì cái chế độ ăn uống ấy, và sinh hoạt ấy, chúng ta cũng cần phải quan tâm. Trong quá trình mà chúng ta sử dụng thuốc ấy, thì chúng ta hạn chế đến việc sử dụng đồ ăn chiên nướng này, những món cay nóng này, nước uống có ga này, các chất kích thích này. Và chúng ta không nên thức quá khuya, cố gắng là để cho cơ thể chúng ta ở trong trạng thái là thư thái nhất, hạn chế để tránh những trường hợp bị stress căng thẳng quá ấy. Thì chúng ta cũng nên tránh. Và là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, mà cái thuốc đấy như là NSAID hoặc là corticoid thì nó có thể làm tăng tiết dịch dạ dày, thì chúng ta có thể là nếu trong trường hợp mà chưa thật sự cần thiết thì chúng ta nên dừng thuốc lại đây. Trước đây là mình cũng đã có một cái thời gian là mình bán ở nhà thuốc rồi. Một cái khách hàng lâu năm nhất đó là mẹ. Mẹ chị cũng bị viêm loét dạ dày, nhưng mà có một cái đặc điểm hay lắm là có thời điểm là mẹ đi khám xong cho toa thuốc đấy, và khi mà uống khỏi rồi sau đó không đi khám nữa, lấy nguyên cái đấy đi ra nhà thuốc mà cũng không nhờ con gái. Vì là vấn đề là nói với con gái thì con gái bảo không được, cái này nếu như sử dụng kháng sinh thì phải đi khám test xem có HB hay không. Nhưng mà mẹ chị thì luôn nói là không, trước là bác sĩ kê cho mẹ cái này và uống đúng như thế này nó khỏi, nên là bây giờ là con cứ mua cho mẹ đúng cái đơn này là được. Thì mình nghĩ là kể cả mình hay là mẹ mình hay là rất là nhiều người trong chúng ta cũng có một cái thói quen như thế, sử dụng đơn trước đó. Và đơn thì Nhàn có thể chia sẻ cho mọi người rõ được là cái việc là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm giảm tiết
như lúc nãy Nhàn có chia sẻ, giảm tiết axit và cái việc mà chúng ta phải phối hợp với kháng sinh, thì trong cái trường hợp nào chúng ta nên sử dụng và khi mà sử dụng kháng sinh đó cần phải có những cái kiểm tra gì thì chúng ta mới nên sử dụng, đúng không? Thì Nhàn có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người, người biết cụ thể. Thì trong điều trị theo người tàng ấy, chúng ta sẽ điều trị theo nguyên nhân là tốt nhất. Tại vì khi mà ta điều trị theo nguyên nhân ấy, thì chúng ta mới hạn chế được sử dụng những thuốc mà không cần thiết. Không phải đơn thuốc nào hay là trường hợp nào chúng ta cũng dùng đến kháng sinh cả trong điều trị theo người tàng. Nhớ là có viêm và có loét nhé. Nếu mà có viêm dạ dày thì đương nhiên là sẽ đa phần là sẽ có HP, sóng khuẩn HP, thì chúng ta sẽ dùng đến kháng sinh. Nhưng nếu trong trường hợp nó chỉ loét đơn thuần thôi thì nó sẽ không có nhiễm HP. Khi không có nhiễm HP thì chúng ta không phải dùng kháng sinh nữa, mà lúc đấy chúng ta chỉ cần sử dụng thuốc giảm tiết thôi. Mình cũng chia sẻ thêm một chút là những bệnh nhân có bị HP á, thì thực sự là sử dụng rất là nhiều loại thuốc. Vậy thì Nhàn có thể chia sẻ một cách rõ hơn cho mọi người biết là nếu như trong cái trường hợp mà khách hàng đó mà bị HP, thì khi mà mình phối hợp với những cái thuốc giảm tiết cộng với kháng sinh thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì trong quá trình sử dụng? Với kháng sinh ý, thì chúng ta thường mua lúc đó. Mà cái kháng sinh ở đây dùng chủ yếu là chúng ta cũng sử dụng khá an toàn thôi, amoxicillin hoặc tetracycline thôi, thì chúng ta sẽ uống vào lúc đói và uống cùng với thuốc giảm tiết được. Nhưng mà không cùng uống với những cái thuốc có các tác dụng giảm đau như được rõ ràng ấy, như là thuốc bao vết lết hoặc là thuốc trung hòa dịch vị. Tại vì khi đó thì chính những cái đấy nó sẽ cản trở sự thu của những thuốc và kháng sinh và thuốc giảm tiết đó. Em có thể chia sẻ cho mọi người là một số cái lưu ý cực kỳ dễ nhớ để mọi người có thể áp dụng cho bản thân mình và những người thân xung quanh mình được tuyệt để về viêm lết dạ dày. Thì thứ nhất đó là chúng ta nên sử dụng thuốc đúng thời gian này và đủ thời gian. Thứ hai là trong chế độ ăn thì chúng ta cũng phải kiêng kỵ tốt, ví dụ như là không ăn đồ cay nóng này, không ăn đồ chiên nướng nhiều này, không uống nước có cồn, có ga hoặc là chất kích thích. Thứ ba nữa là trong chế độ sinh hoạt thì chúng ta nên không nên thức quá khuya, quá muộn, và cố gắng là để cho cơ thể chúng ta ở trong trạng thái thư giãn nhất. Thì những yếu tố đấy nó sẽ góp phần rất lớn vào việc điều trị của người ta. Cảm ơn Nhàn đã có những cái chia sẻ rất là thực tế và những cái lưu ý rất là ngắn gọn để có mọi người có thể áp dụng cho chính bản thân mình. Nếu như các bạn thấy video clip này hữu ích thì hãy để lại cho chúng tôi một lượt like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo của các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.